Sáng nay tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội đã diễn ra lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam theo nghi thức quốc tang. Đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng đi có đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch phụ trách Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ngành địa phương trong tỉnh. Với niềm tiếc thương vô hạn, đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc thành kính dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Xúc động ghi vào sổ tang tiễn biệt đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An viết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc vô cùng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc, một nhân cách lớn, đã sống trọn đời vì nước, vì dân, một trí tuệ, tài năng lớn, nhà tư tưởng lý luận, nhà văn hóa của cách mạng Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xin hứa với đồng chí Tổng Bí thư sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng để xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng phát triển toàn diện. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xin được gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.